Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 21. Chương 201, Sợ Hãi 2. Lúc này, một đám thị vệ rốt cuộc đuổi tới, hợp lực kéo một tấm lưới màu vàng nhạt. Xoẹt, lưới lớn tỏa ra, răng kín thân thể dài 3 mét của dị thú. Đát đát đát. Nguyên Cảnh Đế cưỡi ngựa lại đây, cẩn thận nhìn Lâm An công chúa, thấy nhị công chúa quả thật không có vấn đề gì, liền nhẹ nhàng thở ra. Phụ hoàng, cái miệng nhỏ nhắn của Lâm An cong lên, chạy chậm đến bên ngựa, tủi thân cầm lúc lắc tay áo Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh Đế dịu dàng an ủi nàng vài câu. Tiếp theo, hoàng đế tuổi hơn 50, tóc vẫn đen kịt nhìn kỹ trên dưới Hứa Thất An một lần. Ti chức ra mắt bệ hạ, Hứa Thất An khom người ôm quyền. Đại Phụng triều có một chỗ tốt, trừ một ít trường hợp đặc thù, bình thường gặp hoàng đế chỉ cần cúi chào, không cần quỳ lại. Nguyên Cảnh Đế hơi vuốt cằm, làm tốt lắm, ngươi tên gì? Bẩm bệ hạ, ti chức là Hứa Thất An. Nguyên Cảnh Đế sửng sốt một chút, lại nhìn kỹ, có chút bất ngờ, ngươi chính là Hứa Thất An. Vâng. Hứa Thất An nói xong, nhìn ra Nguyên Cảnh Đế đang nghi hoặc, giải thích. Ti chức tra án gặp một ít nan đề, cố ý vào thành thỉnh giáo trưởng công chúa điện hạ. Nguyên Cảnh Đế không truy hỏi, chỉ là gật gật đầu, ánh mắt dừng ở thanh đao trong tay Hứa Thất An, đưa đao cho trẫm nhìn xem. Hứa Thất An hai tay dâng lên hắc kim trường đao. Thị vệ tiến lên tiếp nhận, giao cho Nguyên Cảnh Đế, hắn tán thưởng một câu, đao tốt. Ngụy Uyên đi tới, cười nói, là giám chính tặng. Giám chính. Nguyên Cảnh Đế nhíu mày, không rõ ràng vì sao giám chính lại tặng bảo đao cho một tiểu đồng la. Bệ hạ, Hứa Thất An tinh thông luyện kim thuật, có giao tình không tệ với thuật sĩ Ti Thiên Giám. Vi thần còn thấy hắn từng giản bài cho thuật sư luyện kim nghe. Ngụy Uyên dùng giọng điệu tùy ý nói. Hứa Thất An thấy trong mắt Nguyên Cảnh Đế hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu lại. Hoàng đế cười nói, trẫm nhớ ra rồi, trong án bạc thuế, ngươi đã bày ra tài nghệ luyện kim thuật. Nguyên Cảnh Đế giao đao cho thị vệ để hắn trả lại cho Hứa Thất An. Ngụy Uyên làm vậy là vì giúp mình đắp nặn hình tượng đa tài, gia tăng sức nặng cho thân phận mình. Ngụy Uyên gì nữa, phải gọi là Ngụy Ba Ba. Hứa Thất An hơi cảm động trong lòng. Lâm An công chúa lắc lắc ống tay áo hoàng đế, dịu dàng nói, phụ hoàng, Hứa Thất An đã cứu ta, ngươi phải thưởng hắn. Đúng là nên thưởng. Nguyên Cảnh Đế vuốt cằm, nhìn Hứa Thất An, cất cao giọng nói, đả canh nhân Hứa Thất An có công cứu Lâm An công chúa, thưởng ngàn lượng hoàng kim, 500 sấp tơ lụa lăng la loại tốt. Phụ hoàng, Lâm An công chúa chỉ vào Hứa Thất An nói, hắn vừa rồi cứu mạng nhi thần nợ hắn một mạng, nhi thần muốn ngươi miễn tử tội cho hắn. Nguyên Cảnh Đế nhất thời lộ ra ánh mắt lợi hại nhìn về phía Hứa Thất An, thấy bộ dáng hắn biết vâng lời lại ngoan ngoãn, Nguyên Cảnh Đế thu lại vài phần sắc nhọn trong mắt. Lắc đầu nói, trẫm đã cho hắn cơ hội lập công chuộc tội, phá án tăng bạc tự nhiên sẽ miễn tội chết, nhưng miệng vàng lời ngọc, nói ra không thể sửa đổi. Lâm An không phục, hét lên, vậy nếu hắn không thể phá án thì chỉ còn đường chết sao, ngươi thưởng hắn ngàn lượng vàng có tác dụng gì? Nguyên Cảnh Đế bất đắc dĩ nói, đến lúc đó trẫm sẽ xem xét xử lý. Hắn vốn không muốn nói những lời này trước mặt Hứa Thất An, kẻo tên này không còn sợ hãi, làm chậm tốc độ trả án. Vì thế bổ sung, kỳ hạn vẫn như cũ là nửa tháng, ngươi có thể phá án, trẫm tự nhiên miễn tử tội, nếu không thành, cho dù có Lâm An cầu tình, trẫm không giết ngươi, cũng phải lưu đày ngươi tới biên cương. Biết chưa? Tạ bệ hạ. Hứa Thất An lớn tiếng nói, hắn thấy Lâm An công chúa cười cười vênh mặt lên với mình, nụ cười tươi như hoa. Phần đầu tư này lời to, cho dù cuối cùng không thể tra ra chủ nhân sau màn án tăng bạc, mình cũng không phải tử, nhiều. Lắm là bị lưu đày, hắc hắc, loại việc nhỏ lưu đày này, có Ngụy Uyên, Lâm An và Hoài Khánh, Giano ba họ như mình hoàn toàn không cần lo lắng. Nguyên Cảnh Đế nhìn Linh Long đã an phận thủ thường, không chút sợ hãi, cơn tức giận nổi lên, quát lớn, mang súc sinh này về trong hồ cho ta. Linh Long nhìn Nguyên Cảnh Đế, móng vuốt chuyển động, hung hăng phì mũi với Nguyên Cảnh Đế. Đi, tự ngươi trở về đi. Nguyên Cảnh Đế mắng. Đám thị vệ thu lại cái lưới, Linh Long quả nhiên lộ vẻ thảnh thơi tự về.
Nguyên Cảnh Đế trấn an nhị công chúa, sau đó thúc ngựa đi theo phía sau Linh Long. Hứa Thất An lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Nguyên Cảnh Đế. Vừa rồi lúc Lâm An công chúa cầu tình, ánh mắt của hắn lúc nhìn mình rất sắc bén. Cho rằng mình đã mê hoặc, dụ dỗ Lâm An nói vậy sao? Lời đồn không sai, Nguyên Cảnh Đế quả thật là một người đàn ông có dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Cũng phải, hoàng đế khát vọng trường sinh, cũng đều có khát vọng mãnh liệt với quyền lực, thực mệt mỏi. Ở trước mặt cao thủ quyền mưu bậc này, mình hoàn toàn không dám làm nhiều động tác nhỏ, có khả năng một ánh mắt, một vẻ mặt biến hóa, cũng khiến người ta đoán ra suy nghĩ trong lòng. Hành động lúc này của mình không tệ, vẻ mặt kinh sợ bi phẫn làm rất chuẩn mực. Bên hồ, trên đài cao, Nguyên Cảnh Đế đứng bên bờ, thấp giọng nói chuyện, Linh Long nhô lên cái đầu từ mặt nước, ở bên cạnh đài cao. Một người một thú ô ô a a hồi lâu, Nguyên Cảnh Đế tức giận phất tay áo rời khỏi. Ngụy Uyên theo sau Nguyên Cảnh Đế, thấy sắc mặt hắn âm trầm, trấn an một câu, bệ hạ cần gì tức giận với một con thú vô tri. Con chó này ngày càng không thèm để ta vào mắt. Nguyên Cảnh Đế còn chưa hết cơn giận, trẫm nói chuyện với nó, vậy mà nó dám phớt lờ. Tự nhiên sẽ không hỏi ra nguyên nhân vì sao Linh Long đột nhiên phát cuồng. Linh Long sẽ không vô duyên vô cớ phát cuồng. Ngụy Uyên, truyền ý chỉ của trẫm, tăng mạnh lực lượng phòng bị hoàng thành. Sau tiêu cấm không thể cho bất luận kẻ nào ra vào hoàng thành. Ngụy Uyên gật đầu nhận lệnh. Nguyên Cảnh Đế im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói, lúc nãy sao xúc sinh kia đột nhiên im lặng lại. Ngụy Uyên lắc đầu, có thể là đã phát tiết hết giận dữ rồi. Trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán, chỉ là quá mức hoang đường. Hứa Thất An, nếu nói lần trước Linh Long không chút dấu hiệu đột nhiên phát cuồng, bên cạnh Hoài Khánh có Hứa Thất An, vậy lần này Hứa Thất An không ở bên cạnh Linh Long phát cuồng có nguyên nhân khác, nhưng nhiều thị vệ như vậy cũng không khống chế được nó. Đến trước mặt Hứa Thất An lại biến thành hiền lành. Nghi hoặc này xuất hiện trong đầu Ngụy Uyên, rất nhanh đã bị bác bỏ. Hắn đã tra bối cảnh của Hứa Thất An, lý lịch trong sạch, bình thường không có gì lạ, không thể nào liên quan gì tới Linh Long. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 202, Hứa Thất An, Thẩm Thẩm, ngươi muốn dùng hoàng kim đánh mặt hay là tơ lụa đánh mặt? 1. Linh Long đột nhiên bình tĩnh lại, có thể dùng phát tiết xong cảm xúc hoặc là không muốn gây thương tổn Lâm An công chúa để giải thích. Chỉ sợ bệ hạ cũng nghĩ như vậy. Một vua một thần chậm rãi đi về phía cung thành, không có kiệu ngồi. Nguyên Cảnh Đế bỗng nhiên nói, Trấn Bắc Vương đã lâu không trở lại kinh thành. Ánh mắt Ngụy Uyên chợt lóe lên, cười nói, đã mấy năm rồi thưa bệ hạ. Nguyên Cảnh Đế gật gật đầu, sang xuân năm sau triệu hắn trở về, trẫm cũng có chút nhớ hắn. Hứa Thất An lái xe chạy trên ngã tư đường rộng mở giữa thành, trước sau xe ngựa đều có hai binh sĩ mặc giáp nặng. Trong xe là Ngụy Uyên đang ngồi. Ngụy công, Linh Long bị làm sao vậy? Hung thú nguy hiểm như vậy lại nuôi trong hoàng thành, không sợ đả thương người, khác sao? Hứa Thất An thử hỏi. Thanh âm ôn hòa của Ngụy Uyên từ trong xe truyền đến, Linh Long xưa nay ngoan hiền, dù không phải người hoàng thất, chỉ cần không đụng vào nó, sẽ không bị công kích. Không có ngoại lệ sao? Hứa Thất An thuận miệng hỏi, cố gắng để giọng điệu của mình có vẻ trấn định. Sau một lúc lâu, Ngụy Uyên buồn bực nói, không có ngoại lệ. Hứa Thất An im lặng. Sau một lúc lâu không nói chuyện, Hứa Thất An lại nói, Ngụy công, ta tra ra một chuyện, điều này làm cho vụ án càng thêm phức tạp. Ti chức có chút đắn đo không dám xác định, nói. Ti chức hôm nay đi Thanh Long Tự, biết được một câu chuyện xưa, Thanh Long Tự có một hòa thượng pháp danh Hằng Tuệ. Hơn một năm trước này sinh tình cảm với khách nữ hành hương thường đến trong chùa, vì thế trộm đi một món pháp khí có thể che chắn khí thức từ Thanh Long Tự, cuối cùng nắm tay nhau bỏ trốn. Hứa Thất An nói, vị khách nữ hành hương kia là Bình Dương quận chúa mất tích đã lâu. Trong xe truyền ra tiếng nói trầm thấp của Ngụy Uyên, vì sao lúc trước khi bẩm báo lại không nói gì? Bởi vì muốn làm màu trước mặt trưởng công chúa trước. À không, phải gọi là tăng tiến tình cảm. Hứa Thất An có chút xấu hổ, qua loa nói, trước khi có manh mối rõ ràng, không dám nói sai với Ngụy công. Đầu tiên là đi gặp trưởng công chúa hỏi thăm mới biết được,
Bình Dương quận chúa bỏ trốn, có khả năng liên quan tới đấu tranh giữa Huân Quý và Văn Quan. Ty chức trước mắt còn không dám khẳng định Bình Dương quận chúa, Hằng Tuệ hòa thượng cùng có liên quan án Tăng Bạc. Tuy trên người Kim Ngô vệ Bách hộ Chu Xích Hùng mang theo pháp khí che chắn khí tức, nhưng người này đã rời khỏi kinh thành, có phải món pháp khí của Thanh Long tự không, có trời mới biết được. Đối với cái này, Ngụy Uyên không đáp lại. Xe ngựa đi vào nha môn Đả Canh Nhân, thủ hạ tiểu mộc thê của Hứa Thất An đón đỡ Ngụy Uyên xuống. Hai tay Ngụy Uyên đặt ở trong áo, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn một cái, nói: "Đi theo ta tới Hạo Khí lâu, lần này là muốn giáo huấn ai?" Hứa Thất An bất đắc dĩ đi theo, hai người một trước một sau vào Hạo Khí lâu, Ngụy Uyên dặn dò Hứa Thất An pha trà, mình thì ngắm nhìn phong cảnh nơi xa. Thời gian trôi qua từng chút một, tận đến khi Hứa Thất An kêu một tiếng, nói trà nấu xong rồi. Thật ra chỉ là nấu cho nước sôi, cho lá trà vào, quá trình rất đơn giản. Ngụy Uyên đi đến bên cạnh bàn, liếc mắt một cái, lắc đầu nói: "Chén đầu tiên cần phải vứt đi, không thể trực tiếp uống, rất đậm đặc, sẽ che giấu vị ngọt thanh của những chén sau. Ngươi đang dạy ta làm việc, ty chức là người thô lỗ, không có kinh nghiệm." Hứa Thất An ở trong đầu nghĩ tới vẻ mặt kiêu ngạo của Đạt Thúc, trên mặt lại lộ ra nụ cười lấy lòng. Lạch cạch, Ngụy Uyên lấy từ trong tay áo hộp gấm, cười nói: "Mở ra nhìn xem." Hứa Thất An làm theo, mở ra hộp gấm, bên trong là một viên đan dược hình tròn lớn chừng quả nhãn, màu da cam trong sáng, một mùi hương thuốc nồng đậm xộc vào mũi. "Đây là kim đan bệ hạ ban cho ta, nó có thể tăng cường thể chất, nâng cao khí cơ, quốc sư luyện mấy tháng cũng chỉ ra được một lò. Ngàn vàng khó cầu." Ngụy Uyên chỉ vào hộp gấm, tay gõ lên hộp: "Nó là của ngươi." Hứa Thất An khó có thể tin. "Thứ này vô dụng với ta, đối với võ giả cao phẩm tác dụng không lớn, càng nghĩ càng cảm thấy trước mắt người cần tăng lên tu vi nhất là ngươi." Ngụy Uyên cười nói: "Bổn tọa đã nói muốn bồi dưỡng ngươi, tự nhiên sẽ làm ra hành động thực tế." "Cảm tạ Ngụy công." Trên mặt Hứa Thất An tràn ngập vui sướng cùng cảm kích phát ra từ tim gan. Hắn đột nhiên cảm khái, trong đầu hiện lên một câu chân lý, liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. "Ngươi tiêu hóa kim đan xong, khí cơ hẳn là có thể tràn đầy đan điền, đến lúc đó phải học quan tưởng trước, tăng lên nguyên thần. Tiếp theo, tiến độ tu hành của ngươi sẽ nhanh hơn võ giả cùng cảnh giới ít nhất 1/3. Ngụy Uyên nói. Đây là chỗ tốt khi làm việc cho tổ chức lớn, ôm được đùi to, nếu mình là tán tu, chỉ sợ sẽ giống Nhị Thúc, mãi vẫn lẹt đẹt ở luyện khí cảnh. Hứa Thất An cảm thấy may mắn vì mình ngày trước đã lựa chọn quá chính xác. Khi phát hiện số 9 cùng số 6 chơi lang nhân sát, đã không mạo hiểm thử nghiệm mà cắm đầu đi tìm Ngụy Uyên, thẳng thắn thành khẩn khoe công. Nếu không có việc này, hắn không có khả năng nhanh như vậy đã chiếm được thưởng thức cùng tín nhiệm của Ngụy Uyên. Nếu không chiếm được tín nhiệm của Ngụy Uyên mà chỉ có thưởng thức, hắn chỉ sợ sẽ phải gian nan tích góp từng tí một công huân mà không được như hiện tại, kim đan nói đưa liền đưa. "Ngụy công, cảnh giới sau luyện thần cảnh là đồng bì thiết cốt, cái này nên tu hành thế nào?" Hứa Thất An dốc lòng hỏi thăm. "Chờ ngươi trở thành luyện thần cảnh đỉnh phong, khí huyết cùng nguyên thần sẽ giao hòa với nhau, lúc này thể phách sẽ nghênh đón một lần chuyển biến có thể nói là thay xương đổi thịt. Trong lúc chuyển biến, lấy côn bổng gõ lên mọi chỗ của thân thể, như thợ rèn sắt, bài trừ tạp chất, cô đọng thành cương thiết. Gõ mọi chỗ của thân thể. Vậy tiểu đệ của ta phải làm sao bây giờ? Cái này không phải áp lực nó nên thừa nhận ở tuổi này. Đến lúc đó thật sự là gà bay trứng vỡ." Trong đầu Hứa Thất An tràn ngập nghi hoặc cùng băn khoăn, ở trước mặt Ngụy Uyên lại không dám không biết xấu hổ nói ra lời lẽ thô tục như thế. "Đó là phương pháp người thời xưa dùng." Ngụy Uyên cười ha hả bổ sung: "Thời đại thay đổi, hiện tại võ giả luyện thể đều là dùng thuốc." Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thỉnh giáo. Ty chức tìm đọc tư liệu, phát hiện miêu tả tương quan của ngũ phẩm hóa kình đại khái là giao sinh mệnh cho mọi bộ phận thân thể, khiến dễ dàng sử dụng như cánh tay, lại có thể độc lập hành động. Miêu tả thực vô nghĩa, thân thể là một chỉnh thể, bản thân còn có sinh mệnh. Sao lại nói là giao sinh mệnh cho mọi bộ phận? Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Chương 203, Hứa Thất An, Thẩm Thẩm, ngươi muốn dùng hoàng kim đánh mặt hay là tơ lụa đánh mặt? 2. Trừ khi để chúng nó có được tư tưởng độc lập, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Tuy đàn ông có hai cái đầu, nhưng lại chỉ có một bộ óc. Cái đầu còn lại còn không xứng có được bộ óc, huống chi là những bộ phận khác. Nếu bộ phận khác có được tư tưởng, ngón tay sẽ nói, ta từng bước lên núi cao, cũng từng ngã vào đáy vực sâu. Miệng nói, ta rõ ràng chỉ dùng để ăn cơm, vậy mà lại bắt ta phải liếm người khác. Tiểu lão đệ nói, ta từng xâm nhập hang hổ, bảy vào bảy ra, chiến đấu hăng hái đẫm máu. Cũng từng vô ý rơi vào miệng hổ, hộc máu đào thoát. Nghĩ một hồi, Hứa Thất An cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy buồn cười. Ngụy Uyên đánh giá hắn, nhận thấy được vẻ mặt biến hóa rất nhỏ, lắc đầu nói, phương pháp tu hành cụ thể, chờ cảnh giới của ngươi đủ sẽ tự biết được càng nhiều, bây giờ nghĩ nhiều chỉ tăng thêm sầu lo. Tốt rồi, ngươi ở chỗ này dùng đan dược, ta xem thử kim đan có thể trợ giúp ngươi lấp đầy khí cơ đan điền không. Không phải mỗi người đều có công hiệu bậc này, ta phán đoán như vậy vì căn cứ theo tư chất của ngươi, nhưng được hay không phải chờ mới biết được. Ngụy Uyên có một chút chờ mong. Hứa Thất An ừm một tiếng, mở ra hộp gấm, dùng kim đan. Hắn dùng sức cắn nát đan dược, nuốt vào trong bụng, vài giây sau, phần bụng bắt đầu nóng lên, như là nổi lên một đám lửa. Lửa đốt dạ dày, mơ hồ có xu hướng vượt qua cực hạn chịu đựng của nó. Không dám chậm trễ, Hứa Thất An khoanh chân, xếp bằng, vận chuyển chân khí theo một vòng chu thiên, dẫn nhiệt lực tuần hoàn khắp cơ thể. Vù vù. Trong phòng trà vang lên những tiếng hít thở vừa dài vừa mạnh, giống như có thú vật đang phun ra nuốt vào. Ngụy Uyên híp mắt, lẳng lặng quan sát Hứa Thất An. Một giờ sau, Hứa Thất An cảm giác vị bộ nhiệt độ biến mất, khí cơ tràn đầy toàn thân, trạng thái tốt chưa từng có. Hiện tại, dù đối phương có là đồng la sở hữu pháp khí hộ thể, mình cũng có thể một đao chém giết luyện thần cảnh ngân la. Hứa Thất An vui sướng cảm nhận biến hóa bản thân. Không sai, ngươi quả nhiên là thiên tài võ đạo khó gặp, Ngụy Uyên khen ngợi. Hắn đứng dậy, lấy ra từ giá sách một bức họa quyển cùng một quyển sách bìa bạc đã sớm chuẩn bị tốt, đưa cho Hứa Thất An, bên trong đó ghi lại pháp môn quan tưởng, ngươi học theo là được. Bức họa này chính là thứ ngươi muốn xem. Hứa Thất An mở ra họa quyển, trong đó vẽ một người khổng lồ đầu đội trời, chân đạp địa đất, thần thái của hắn, hoa văn thân thể của hắn đều vẽ lại rõ ràng. Nhưng cái làm người ta rung động là khí thế bá đạo trên đánh cửu thiên, chân đạp cửu u, giống như trên đời không gì có thể làm hắn sợ hãi. Pháp quan tưởng sẽ ảnh hưởng tâm cảnh võ giả, loại tinh thần này là do họa sĩ đưa vào tranh. Ta chọn hồi lâu, cảm thấy cái pháp tướng này là thích hợp với ngươi nhất. Ngụy Uyên không quên dạy bảo tri thức cho hắn. Hứa Thất An như lấy được chí bảo, thu lấy quyển sách cùng họa quyển, thử hỏi, Ngụy công, ta có thể chia sẻ cho người khác cùng xem không? Ừm, hắn là nhị thúc của ta. Hắn cảm thấy ở trước mặt Ngụy Uyên, thẳng thắn thành khẩn là tốt nhất, không thể chơi đùa thủ đoạn nhỏ, bởi vì nhất định không thể gạt được hoạn quan trí tuệ gần như yêu nghiệt này. Ngươi chỉ cần 3 tháng sau trả lại họa quyển là được, trong thời gian đó ngươi dùng làm gì, đưa cho người nào, ta không quan tâm. Ngụy Uyên nói xong, bèn nhắc nhở, mỗi một bức vẽ pháp tướng đều có giá trị khó lòng đong đếm, nếu làm hư hao, nửa đời sau ngươi sẽ không còn bổng lộc. Nhất thời, Hứa Thất An cảm thấy bức tranh này nóng muốn bỏng tay. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân từ cửa cầu thang truyền đến, Nam Cung Thiến Nhu mang theo vẻ mặt âm trầm tiến vào. Ánh mắt dừng lại ở đồ vật trên tay Hứa Thất An một chút, sau đó hắn cúi người đến bên tai Ngụy Uyên thấp giọng nói gì đó. Đã biết, Ngụy Uyên phun ra một hơi, mặt không chút thay đổi, lúc chơi cờ hắn đã ám chỉ ta. Hoàng đế của chúng ta có thể dễ dàng tha thứ tham quan, nhưng không thể dễ dàng tha thứ người khác khiêu chiến quyền uy của hắn. Gián điệp hắn xếp vào trong hoàng cung bị chém 3 người. Hứa Thất An hiểu tình thế, ra vẻ như không nghe thấy. Ngụy Uyên cười nói, lại đợi thêm một thời gian, bệ hạ sẽ ban cho ngươi hoàng kim, tơ lụa, rất nhanh thôi. Lúc hoàng hôn, trong cung đưa tới hoàng kim cùng tơ lụa nguyên cảnh đế ban cho, 1.000 lượng hoàng kim khoảng chừng 60 cân, đặt ở trong một cái dương lớn. 500 sấp tơ lụa, một sấp 4 trượng, chất đầy 2 xe ngựa. Lúc này đang là giờ hành chính,
Đà canh nhân trong nha môn còn chưa đi, kinh ngạc nhìn nhóm xe ngựa từ trong cung tiến vào nha môn. Thu được bẩm báo, Hứa Thất An vui vẻ dạo dực ra ngoài nghênh đón. Sau khi giao tiếp, đương sai trong cung điều khiển xe ngựa đã trống rỗng rời đi. Hứa Thất An kêu gọi đám người Tống Đình Phong hỗ trợ khuân vác, mang hoàng kim cùng tơ lụa lên xe ngựa mượn từ nha môn. Ninh Yến, ngươi phát đạt rồi. Tống Đình Phong vui sướng, nhìn mà thèm thuồng, dùng sức đánh bả vai Hứa Thất An, ta mặc kệ, chi phí ở giáo phường ti tháng sau đều do ngươi trả. Hứa Thất An nhìn Lữ Thanh, cả giận nói hưu nói vượn, ta xưa nay nổi tiếng là trai ngoan, sao có thể tới mấy nơi ong bướm đó. Nói xong, hắn mở thùng, lấy ra 4 thỏi vàng, đưa cho Lý Ngọc Xuân, Mẫn Sơn cùng Dương Phong, nói, các ngươi cầm lấy cho các huynh đệ một phần. Tiếp theo, lại vứt cho Lữ Thanh một thỏi, cười nói, Lữ bộ đầu, đừng từ chối. Lữ Thanh gật gật đầu, người tập võ đúng là sảng khoái. Hứa Thất An nở nụ cười, đa tạ Hứa đại nhân. 12 đồng la, 6 người phủ nha nhanh nhẹn mừng rỡ như điên hô to. Đám đả canh nhân đứng nhìn từ xa cực kỳ hâm mộ, hận không thể gia nhập đoàn đội của Hứa Thất An. Một thỏi hoàng kim nhìn có 5 lượng, đổi thành bạc trắng chính là 40 lượng, phất tay liền thưởng ra 160 lượng, thượng cấp nào hào phóng như vậy. Phần khen thưởng này là, Lý Ngọc Xuân hỏi, vì lúc ở Hoàng Thành ta cứu Lâm An công chúa, nên bệ hạ ban cho. Cụ thể thì không tiện kể, Hứa Thất An trả lời. Không phải vì tiến triển án tang bạc mà ban tặng sao? Mọi người sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy có chút nóng tay, có chút quý giá. Bọn họ vốn tưởng rằng bệ hạ vui sướng vì tiến độ vụ án tang bạc nên mới thưởng Hứa Thất An. Hứa Thất An khoát tay, mấy ngày nay các vị vất vả rồi, bản quan sẽ không bạc đãi đồng nghiệp. Lữ Thanh cười cười, quét mắt nhìn mọi người phủ nha phía sau, cùng với các đồng la, phát hiện vẻ mặt bọn họ có biến hóa rất nhỏ. Nàng vui vẻ nở nụ cười. Hứa Thất An nhìn xung quanh, nói, Thải Vi cô nương ở đâu? Chắc là về Ti Thiên Giám rồi. Không, nàng nhất định lại phong lưu khoái hoạt ở tửu lâu nào đó rồi. Hứa Thất An nói thầm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 204, một đêm chợt giàu một. Sau khi chia tiền, các đồng la hộ tống đồ vật được ban tới Hứa phủ. Hứa Thất An cưỡi ở trên lưng ngựa, nghĩ bụng có số hoàng kim này, tương lai dù mình rời khỏi kinh thành, trong nhà cũng có đủ tiền bạc, hoàn toàn bù lại tổn thất án bạc thuế. Thẩm Thẩm lại có thể vui, vẻ mua trang sức, mặc quần áo mới, Linh Âm có thể thường xuyên đi Quế Nguyệt lâu ăn cơm, đồ cưới của Linh Nguyệt. Linh Nguyệt còn nhỏ, không vội vã lập gia đình. Nhị lang tương lai vào quan trường, cũng không đến mức không có tiền để chuẩn bị quan hệ. Nhị thúc cũng không cần có gánh nặng tiền bạc, có thể đi giáo phường ti nhiều hơn vài lần. Chắc cả đời này Thẩm Thẩm chưa từng thấy nhiều tơ lụa như vậy. Ai, sau khi về nhà chỉ dùng tơ lụa đánh mặt nàng, hay là dùng hoàng kim đánh mặt nàng đây? Tâm tình Hứa Thất An rất tốt. Cung cảnh tú. Lâm An công chúa đi đôi giày tinh mỹ thêu hoa mềm mại, kéo cánh tay thái tử ca ca tiến vào cung cảnh tú. Bên trong ấm áp như xuân, xua tan cái rét lạnh của tháng 12, quý phi mặc quần áo đẹp đẽ quý giá ngồi ở cạnh bàn. Trên bàn đã bày đầy món ngon phong phú, mặt nở nụ cười chờ đợi hai người con một trai một gái. Trần Quý Phi tuổi chừng hơn 40, sớm đã qua giai đoạn trẻ trung xinh đẹp, mà chuyển sang thời điểm người phụ nữ no đủ đẫy đà nhất. Da thịt của nàng vẫn mềm mại như trước, trong mắt vẫn nhộn nhạo hơi nước, dáng người bảo dưỡng tốt nên không bị tuổi tác làm cho xồ xề. Ngược lại năm tháng lắng đọng còn làm cho trên người nàng càng lộ ra hương vị trưởng thành. Ngoài hoàng hậu đẹp nghiêng nước nghiêng thành ra, trong phần đông hậu cung, chỉ Trần Quý Phi là giỏi đánh đấm nhất. Vì thế trong 4 hoàng nữ, chỉ Lâm An có thể ganh đua với trưởng công chúa. Không, so sánh một lần, quá nóng, bảo nô tài bên ngoài hạ lửa than xuống. Lâm An công chúa tràn ngập vẻ hoạt bát nhíu mày nói. Nàng bình thường chỉ cần đốt lửa than là được, nhiệt độ thật sự quá nóng, cho người ta cảm giác như trong lồng hấp. Trần Quý Phi tươi cười dịu dàng lúc này dặn dò, nghe theo Lâm An công chúa, hạ lửa than.
Lâm An vui vẻ đến mức rụi đầu vào trong lòng mẫu thân như một cô bé, cười nói, mẫu phi, đêm nay con ở lại chỗ này ngủ cùng ngài được không? Trần Quý Phi tươi cười dịu dàng gật đầu. Tuy cái này không hợp quy củ, dù sao các phi tử vào buổi tối có thể sẽ phải hầu hạ hoàng đế, nhưng đến đời Nguyên Cảnh Đế. Bởi vì hoàng đế hàng năm tu đạo, sớm không gần nữ sắc, nên rất nhiều quy củ trong hậu cung đã chỉ còn là hình thức. Hoàng đế để ý nữ nhân, quy củ mới có thể nghiêm ngặt, nhưng hoàng đế đã không quan tâm tới hậu cung, ở trong điều kiện tiên quyết không gây ảnh hưởng lớn gì, thì quy củ tự nhiên sẽ được nới lỏng. Đây gọi là độ giãn nở của nguyên tắc. Hắc hắc hắc. Nhưng làm như Nguyên Cảnh Đế cũng không phải hoàn toàn sai lầm, ít nhất các phi tần trong hậu cung rất hài hòa với nhau, bọn họ không cần thiết vì tranh giành mà cắn xé nhau. Thái tử cùng mẫu phi làm việc nhà, Lâm An công chúa cũng líu díu ở bên cạnh xen miệng vào. Hôm nay Linh Long đột nhiên phát cuồng, thiếu chút nữa làm bị thương Lâm An, phụ hoàng cùng đám thị vệ không kịp cứu viện. Thái tử nhắc tới chuyện phát sinh buổi chiều, quý phi theo Phật sợ hãi, vội vàng nắm tay Lâm An công chúa, sợ hãi hỏi có bị thương ở đâu không? Cho mẫu phi nhìn xem, nhị công chúa là một phiếu phiếu thích làm nũng, thuận thế làm ra vẻ tủi thân và uất ức đáng thương, ta thiếu chút nữa không được gặp mẫu phi nữa. Quý phi sợ hãi, cả giận nói, đám nô tài làm sao vậy, một con súc sinh cũng không thu phục nổi, suýt nữa làm bị thương con ta. Nàng phát tiết xong, cầm tay Lâm An công chúa nói, sau đó thì sao, là thái tử cứu ngươi. Địa vị của thái tử hoàn toàn khác với các hoàng tử khác, trừ hoàng hậu, các phi tử còn lại trong hậu cung đều phải gọi thái tử, không thể xưng con ta hoặc là hoàng nhi. Lâm An chỉ vào mũi thái tử, oán giận nói, thái tử ca ca nào có bản lĩnh này, mỗi lần Hoài Khánh bắt nạt ta, hắn đều chỉ động mồm mép, không giúp ta. Đánh Hoài Khánh. Thái tử cười khổ lắc đầu. Quý phi nổi lòng tò mò, nhìn thái tử, cầm tay con gái, nói cụ thể cho ta nghe đi. Cặp mắt hoa anh đào quyến rũ của Lâm An lập tức nở rộ, là một tiểu đồng la ta thu hôm nay. Là hôm trước, hôm nay mang theo bên người định sai bảo, vừa vặn gặp phải chuyện này, là hắn đã cứu ta. Đồng la, Trần Quý Phi nhíu mày, là đả canh nhân. Đúng vậy. Lâm An nói, biết mẫu phi không thích đả canh nhân, bởi vì đó đều là người của Ngụy Uyên, nhưng hắn là người của ta. Trần Quý Phi cười vuốt cằm, bệ hạ có ban thưởng không? Tất nhiên là có. Thái tử nói tiếp. Bản cung cũng phải ban thưởng, Trần Quý Phi trịnh trọng nói, ta sẽ phái người đến kho lấy một ít trang sức tặng hắn. Quý Phi ban thưởng, đối tượng đương nhiên không thể là thần tử, mà là nữ quyến của thần tử. Thái tử nghe đến đó, bỗng nhiên nhíu mày, Hứa Thất An từ khi nào trở thành người của ngươi rồi? Lâm An công chúa nhất thời hếch lên cái cằm tuyết trắng, kiêu ngạo nói, ta lấy được từ chỗ Hoài Khánh. Hoài Khánh biết không? Biết. Vậy mà nàng không giáo huấn ngươi, nàng dám dạy huấn ta. À, ta liền mang Hứa Thất An đi gặp nàng, vừa có năng lực bảo hộ, vừa có thể làm nàng tức chết. Nói tới đây, Lâm An công chúa cao hứng vì sự cơ trí của mình. Tháng 12, trời nói tối liền tối. Lúc xuất phát từ Nha Môn xuất, Thái Dương còn đang nằm ở phía tây trên bầu trời, nhuộm đám mây thành màu sắc giống như mình. Đợi lúc về Hứa phủ, sắc trời hoàn toàn sáng lóa, từng cái đèn lồng treo lên các tòa lầu các phòng ở, soi đường cho những người đi qua. Bầu trời đã hơi âm u, đèn lồng sáng màu, kiến trúc cổ xưa. Mỗi lần Hứa Thất An thấy một màn như vậy, liền hận mình lúc trước sao không học hội họa. Hiện tại, Hứa phủ đã đóng cửa, người gác cổng Lão Trương chưa từng rời đi. Cho nên khi Hứa Thất An mở cửa, Lão Trương lộ vẻ mặt bất ngờ. Kêu người trong phủ tụ tập lại đây bàn chuyện. Hứa Thất An dặn dò, bàn chuyện. Ánh mắt Lão Trương xẹt qua bả vai Hứa Đại Lang, nhìn về phía ba chiếc xe ngựa phía sau, cùng với đả canh nhân đồng hành. Trong phòng, một nhà bốn người đang ăn cơm, Hứa Linh Nguyệt không chờ được đại ca, có chút nhớ hắn, thế là nói, đại ca đã rất nhiều ngày không về nhà ăn cơm đúng giờ rồi. Lông mi của nàng rất dài, khuôn mặt trái xoan dưới ánh nến lay động lóe lên vẻ sáng bóng như ngọc. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp, tư thái thuần khiết nhu nhược, nếu mặc lên đồng phục trường lớp thời hiện đại thì chính là hoa hậu giảng đường trong thẩm mỹ mọi người.
Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 205: Một đêm chợt giàu hai. Còn là hoa hậu giảng đường mang dòng máu con lai, các bộ phận trên mặt Hứa Linh Nguyệt sắc nét hơn các cô gái khác, cũng có cảm giác đặc biệt hơn. Ta sẽ ăn hộ phần của đại ca. Hứa Linh Âm và tỷ tỷ hoàn toàn là hai thái cực khác nhau, đại ca không có mặt thì sẽ không tranh giành thức ăn với nàng. Bàn tay nhỏ bé nắm bắt cái đũa, lướt đi như bay, thiên phú kinh người. Qua vài ngày sẽ phát lương tháng đúng không? Thẩm Thẩm nhìn Nhị Thúc. Hứa Nhị Thúc cúi đầu ăn cơm, một tiếng. Hắn thật ra đã dùng hết tiền tháng này, tới gần cuối năm, đồng nghiệp xã giao, tặng lễ, đều cần dùng bạc. Dù sao Ninh Yến cũng chưa có vợ, trước tiên mượn bổng lộc của hắn dùng đã. Hứa Nhị Thúc nghĩ thầm. Cuối năm còn phải làm quần áo cho Linh Nguyệt Linh Âm, Đại Lang Nhị Lang, bạc lại không đủ. Thẩm Thẩm than thở. Tháng trước khi đi thư viện Vân Lộc, trong nhà còn có mấy chục lượng bạc. Kết quả là sau một hồi, không còn. Thẩm Thẩm muốn hỏi thẳng mặt Nhị Thúc, xem hắn có phải đi ra ngoài lêu lổng không? Là Hứa Đại Lang cùng Hứa Nhị Lang lấy nhân cách đảm bảo, bạc đều dùng để chạy quan hệ làm chính sự, không phải để chơi bời lêu lổng. Thẩm Thẩm tin tưởng, tuy Hứa Đại Lang là tội phạm hiềm nghi, nhưng tính cách quật cường, sẽ không nói dối. Hứa Nhị Lang là người đọc sách, từ nhỏ đến lớn có nề nếp, là một đứa nhỏ có hiểu biết. Chỉ là mấy lượng bạc mà thôi. Hứa Nhị Thúc chẳng hề để ý. Thẩm Thẩm liếc hắn một cái, ta muốn mua một sấp vân cẩm. Hứa Nhị Thúc kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không cho rằng với kinh tế hiện tại trong nhà có thể sử dụng tới vân cẩm. Thẩm Thẩm liền tính toán cho hắn, nói Nhị Lang sẽ thi vào mùa xuân sau, nếu có thành tích cao. Thân phận liền khác biệt, không thể mặc áo choàng trước kia, dù quý hơn nữa, cũng phải có một cái để chống đỡ thể diện. Linh Nguyệt đã đến tuổi lập gia đình, quần áo nên may lại. Hứa Nhị Thúc không yên lòng lắng nghe, miệng cho có lệ. Bốp, Thẩm Thẩm chụp chiếc đũa xuống mặt bàn, mọi người cùng nhau nhìn lại. Thẩm Thẩm lại mặt không chút thay đổi nhặt lên chiếc đũa, ăn cơm. Hứa Nhị Thúc bất đắc dĩ nói, trong vụ án bạc thuế, chúng ta đã vét sạch của cải, gạo của một tháng ban đầu vẫn là ta hỏi mượn đồng nghiệp, chờ sang năm đi, sang năm nhất định mua. Thẩm Thẩm cúi đầu, không cho hắn nhìn thấy hốc mắt đang ửng đỏ của mình. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Đừng đụng vào tường, làm bẩn tường lão phu sẽ xử đẹp các ngươi. Thanh âm quát lớn của người gác cổng lão Trương truyền đến. Hứa Nhị Thúc tâm tình không tốt, cau mày nhìn lại, bọn hạ nhân trong phủ đang cầm từng sấp tơ lụa, dưới sự chỉ huy của người gác cổng lão Trương chỉ, cẩn thận tiến vào. Thẩm Thẩm mở to mắt, khó có thể tin nhìn từng sấp lụa bóng loáng tiến vào. Thật đẹp! Hứa Linh Nguyệt kinh hô. Lục Nga cũng mở to hai mắt, nhìn mà thèm nhỏ dãi. Chỉ có Hứa Linh Âm một lòng chỉ yêu quý đồ ăn nhất, khuôn mặt nhỏ cúi vào trong bát, không ngừng nhai nuốt. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hứa Nhị Thúc mờ mịt hỏi. Người gác cổng lão Trương mở ra một miếng vải thô, đặt ở trên đất, chỉ huy hạ nhân bỏ xuống tơ lụa, hồi đáp. Đại Lang mang về, nói là bệ hạ ban thưởng cho hắn. Bệ hạ ban thưởng? Phản ứng đầu tiên của Hứa Nhị Thúc là phá được án tang bạc rồi sao? Thân là ngự đao vệ bách hộ, ngày thường thủ vệ ngoại thành, nội thành thì hắn không rõ ràng lắm. Dù án tang bạc làm dư luận xôn xao trong thành, nhưng người thân phận không đủ thì không thể tiếp xúc tin tức tương ứng. Nghĩ đến mình bị mắc kẹt ở luyện khí cảnh gần 20 năm, Nhị Thúc thầm thấy ảm đạm. Nhưng rất nhanh, cảm giác buồn bã đã bị vui sướng đè xuống. Ninh Yến ở đâu? Ở ngoài cửa. Bệ hạ tổng cộng ban cho 500 sấp tơ lụa. Người gác cổng lão Trương vui vẻ nói. Lạch cạch. Chiếc đũa trong tay Thẩm Thẩm rơi xuống trên bàn. 500 sấp. Trái tim Thẩm Thẩm đập bình bịch. Hàng dệt tơ này chủng loại phong phú, có gấm vóc lăng la quyên, đường nét tinh tế, hoa văn tinh mỹ. Thẩm Thẩm nhiều lần tới cửa hàng tơ lụa, ánh mắt sắc bén, bất cứ loại vải nào ở đây cũng quý giá hơn nhiều so với những loại giá cao bày bán trong các cửa hàng xung quanh phố. Chất liệu đã tốt như vậy, thế mà có tới 500 sấp. Thẩm Thẩm cảm giác mình bị hạnh phúc đột nhiên đập trúng, như muốn hôn mê mất. Hứa Linh Nguyệt không thể tốt hơn mẫu thân bao nhiêu, từ cổ đến nay,
nữ nhân đều luôn chú ý những thứ đẹp đẽ, quần áo là một ví dụ điển hình. Thừa dịp cha mẹ cùng tỷ tỷ không chú ý, Hứa Linh Âm điên cuồng ăn uống, nàng vẫn là một đứa nhỏ. Ta đi hỗ trợ. Hứa Nhị Thúc không ngồi yên được, đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài. Bên cạnh xe ngựa, Hứa Thất An đang đứng nói chuyện với Tống Đình Phong, bọn họ thương lượng đợi giải quyết án Tăng Bạc xong sẽ đi giáo phường Ti chơi. Nói tới cái này, giáo phường Ti có 24 hoa khôi, ta mới chỉ ngủ với Phủ Hương. Ngày khác thật muốn ghé thăm từng người một. Hứa Thất An dùng giọng điệu chờ mong nói. Người. Tống Đình Phong lộ ra ánh mắt cổ quái, ngươi không phải rất thân mật với Phù Hương sao? Đáng ra ngươi phải chuộc thân cho nàng. Ngươi. Hứa Thất An cũng lộ ra ánh mắt cổ quái nhìn hắn, không nghĩ ra vì sao cổ nhân vẫn luôn thích dùng xe công cho việc tư. Ừm, địa vị của thiếp chỉ cao hơn nô tỳ một ít, có khả năng theo bọn họ thấy. Chuộc thân cho gái thanh lâu tương đương với nam nhân mua một người bạn gái không nói nhiều cũng sẽ không ăn cơm, ăn không khí chữ hàng. Hơn nữa hoa khôi còn không thể bay hơi, thê và thiếp là hai khái niệm khác nhau, không thể so sánh. Nhưng theo ý mình, chuộc thân cho gái thanh lâu là giống như mình đi gặp một đối tượng của cải phong phú ăn mặc diễm lệ, nói mình đang ở ngoài bán quần áo vậy. Vẫn là thế giới quan khác nhau, nên suy nghĩ cũng khác nhau. Hứa Thất An lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này. Nhị Thúc, chỗ này. Hứa Thất An thấy Hứa Nhị Thúc đi ra bèn nhanh chóng hô một tiếng. Chờ Nhị Thúc đi tới, Hứa Thất An kéo dương nhỏ 60 cân cho hắn, phần của ngươi. Hứa Nhị Thúc đưa tay tiếp nhận, cảm giác rất nặng, mở ra liền thấy. Là cái gì trói mù mắt chó của ta vậy? Thẩm Thẩm dùng ánh mắt si mê nhìn đống tơ lụa quý giá trước mặt, sờ trái sờ phải một phen, khuôn mặt xinh đẹp không thể khống chế nở nụ cười. Bàn tay nhỏ bé của Hứa Linh Nguyệt đặt trên một tấm tơ lụa, cảm thụ xúc giác mềm mại, trái tim không nhịn được nảy lên. Bốp! Lập tức bàn tay Thẩm Thẩm đánh lên tay cô, không vui nói, đừng làm bẩn nó. Hứa Linh Nguyệt buồn bã, mẹ vui vẻ làm gì? Mấy thứ này là bệ hạ ban cho đại ca, không phải cho mẹ. Một kích chí mạng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 206, nói chuyện đêm khuya. Thẩm Thẩm dần dần mất đi nụ cười, sau một lúc lâu, khuôn mặt đoan trang cùng xinh đẹp của nàng nở một nụ cười cứng ngắc, cái này. Ta đối xử với đại lang tốt như vậy, chắc là. Lời này nói ra, chính nàng cũng không lo lắng. Hứa Linh Nguyệt gật gật đầu, ừm, rất tốt, mẹ phải tốn tiền nuôi đại ca mà. Nha đầu chết tiệt kia, Thẩm Thẩm đẩy Hứa Linh Nguyệt một cái đến mức lảo đảo. Lúc này, mẹ con thấy Hứa Nhị Thúc thất hồn lạc phách cầm một cái thùng tiến vào. Thẩm Thẩm nâng theo làn váy đón tiếp, trong tay lão ra là cái gì vậy? Bốp, bốp, Hứa Nhị Thúc mở thùng, sau đó nhìn vợ cả hỏi, có mù không? Mù. Thẩm Thẩm từ thời con gái chưa lấy chồng, tới bây giờ đã nuôi ba đứa nhỏ, năm nay 36 tuổi mà chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, không, là vàng. Nhị Thúc cũng chưa bao giờ có được nhiều vàng như vậy. Tốt rồi, mệt mỏi một ngày, còn chưa được uống một ngụm trà ngon. Ninh Yến, ngươi ngồi đi, Thẩm Thẩm pha nước cho ngươi. Ta muốn ăn trứng chưng, Thẩm Thẩm sẽ bảo phòng bếp làm cho ngươi. Không có sữa sao? Có. Thứ này Thẩm Thẩm có nhiều nhất. Trên bàn cơm, Hứa Thất An lạnh nhạt ngồi xuống. Thẩm Thẩm xưa nay kiêu ngạo ở bên cạnh ân cần chiếu cố. Hứa Thất An muốn ăn gì, Thẩm Thẩm liền sai người làm cho hắn. Hứa Thất An muốn uống trà, Thẩm Thẩm liền pha cho hắn. Hứa Thất An muốn uống sữa, Thẩm Thẩm liền cho hắn. Khụ khụ, liền cố gắng bù lại tình cảm trăm ngàn sứt mẻ của hai cô cháu. Thẩm Thẩm thật không có thành ý. Ta muốn ăn trứng Thẩm Thẩm tự tay làm. Hứa Thất An hừ lạnh nói. Thẩm Thẩm cắn cắn môi, miễn cưỡng cười vui, Thẩm Thẩm đi làm cho ngươi. Có trứng rồi. Hứa Thất An vừa ăn vừa nói, ai, trong sân cách vách đã tồn trữ quá nhiều quần áo bẩn, loại xui xẻo không cha không mẹ như ta chỉ có thể tự mình giặt sạch. Thẩm Thẩm cắn răng, Ninh Yến nói chuyện quá mức xa lạ, Thẩm Thẩm luôn coi ngươi như con ruột của mình, Thẩm Thẩm sẽ giặt. Thật hãnh diện. Hứa Thất An cảm giác ý niệm trong đầu thông suốt,
chấp niệm đè ép trong lòng rốt cuộc tán đi. Nhị thúc, hay là chúng ta bán căn nhà này đi, đến nội thành mua một tòa nhà lớn. Hứa Thất An đề nghị, con ngươi của Thẩm Thẩm đẫy đà xinh đẹp sáng ngời, nét mặt tỏa sáng. Bán nhà. Hứa Nhị Thúc quét mắt nhìn trong phòng, bỗng nhiên có chút thổn thức, đây là tổ trạch, nói bán liền bán. Ta và phụ thân ngươi chính là lớn lên trong nhà này. Không bán thì không bán, 8.000 lượng bạc cũng đủ mua một tòa nhà tốt trong nội thành. Hứa Thất An nâng chén uống rượu, vừa uống vừa ăn, đột nhiên nói, Nhị Thúc, ngươi có con rơi con rớt ở bên ngoài với nữ nhân khác không vậy? Phốc! Hứa Nhị Thúc vội vàng cúi đầu, một ngụm rượu phun hết lên mặt Hứa Linh Âm. Hắn vốn muốn phun lên mặt bàn, ai ngờ con gái quá nhỏ, vừa lúc phun lên đầu và mặt nàng. Tiểu Đậu Đinh sững sờ, không biết mình làm sai cái gì. Nàng kiên cường không khóc, đầu lưỡi liếm rượu trên mặt, cảm giác không tốt, lúc này mới oa một cái khóc lên. Hứa Nhị Thúc trừng mắt lườm đứa cháu thân ái của mình, ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Nhị Thúc không có vẻ chột dạ cùng khiếp sợ. Sắc mặt Thẩm Thẩm cũng không có ngờ vực vô căn cứ cùng kinh ngạc. Hứa Thất An tinh thông tâm lý học làm ra phán đoán. Ở thời điểm đang ăn uống bộ não sẽ thiếu phòng bị nhất, làm ra hành động theo bản năng. Hứa Thất An lập tức loại trừ đáp án mình là con riêng của Nhị Thúc. Hắn nghĩ như vậy không phải không có đạo lý. Lúc tuổi nhỏ đồng nghiệp Nhị Thúc tới nhà làm khách, thường sẽ chỉ vào Hứa Thất An hỏi, đây là con ngươi sao? Hoặc là chỉ vào Hứa Nhị Lang nói, con gái nhà ngươi thật xinh đẹp. Đại biểu cho cái gì? Đại biểu khuôn mặt Hứa Thất An tương tự với Hứa Nhị Thúc. Từ di truyền học mà nói, hai người có quan hệ huyết thống. Chỉ đùa một chút mà thôi, ta từ chưa thấy cha mẹ ruột lại giống Nhị Thúc như vậy. Hứa Thất An nhún nhún vai, đúng rồi, Thẩm Thẩm từng gặp mẫu thân ta chưa? Thẩm Thẩm đáp, tự nhiên là đã gặp, mẫu thân ngươi lúc mang thai ngươi, ta còn từng chăm sóc nàng một đoạn thời gian. Mẫu thân ngươi rất hiền dịu, không giống ngươi. Vội vàng dừng lại, thiếu chút nữa theo thói quen mắng cháu. Vậy ca ca ngươi thì sao? Hứa Thất An cúi đầu ăn trứng, ánh mắt vẫn thầm quan sát Nhị Thúc. Hứa Nhị Thúc sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại, tức giận nói, thì đó là cha ngươi. Hắn hơi nhớ lại, nói, ông bà ngươi mất sớm, huynh đệ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, cha ngươi có thiên phú tốt hơn ta, đáng tiếc chết trong chiến dịch Sơn Hải Quan. Hứa Thất An không hỏi thêm, rất nhanh ăn no, để lại 500 sấp tơ lụa tốt giữa phòng chủ, mình thì mang thùng đầy vàng trở lại sân nhỏ. Vàng đặt ở nhà không an toàn, buổi chiều nhiều đồng nghiệp đả canh nhân nhìn thấy như vậy, vạn nhất lòng sinh tham lam, âm thầm tới trộm mất, ngược lại sẽ liên lụy Thẩm Thẩm cùng hai muội muội. Ngụy Uyên đã nói, trong một đoạn thời gian rất dài đã phái đả canh nhân âm thầm bảo vệ, giám thị khu vực phụ cận Hứa phủ, phòng ngừa đạo sĩ Địa Tông trả thù, cái này cũng có thể uy hiếp đả canh nhân mưu đồ gây rối. Hứa Thất An tung người bay qua tường cao, thu cái thùng vào mảnh vỡ địa thư. Tắm rửa xong, Thẩm Thẩm mùi thơm ngào ngạt ngồi ở bên giường, nghiêng đầu, dùng khăn lau mái tóc đen thui. Hứa Nhị Thúc ngồi xếp bằng ở trên tiểu tháp cách đó không xa, phun nạp luyện khí. Mỗi ngày chỉ biết luyện, vậy mà cũng không thấy. Ngươi luyện ra cái gì đặc sắc? Con mắt quyến rũ của Thẩm Thẩm liếc tới, ra vẻ xem thường. Ù! Hứa Nhị Thúc phun ra một hơi dài, mở mắt, tuy sau khi phun nạp tinh thần hương thịnh, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt đã tràn ngập ảm đạm. Hắn đã sớm đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng luyện như thế nào, khí cơ cũng sẽ không tăng cường. Cánh cửa trở thành luyện thần cảnh luôn đóng chặt. Lão gia, ngươi nói xem nếu ngươi đột phá lên cảnh giới kế tiếp thì có thể thăng chức không? Lúc Thẩm Thẩm nói chuyện thì bộ ngực no đủ đu đưa không ngừng, làm người ta hoa hết cả mắt. Hứa Bình Chí ừm một tiếng, đây là tự nhiên. Thẩm Thẩm buông búi tóc, cởi giày thêu, nghiêng thân ngồi ở trên giường, hai chân dài khép hờ, nàng ôm gối đầu vào trong ngực, lên án nói, tiểu tử thối Hứa Ninh Yến kia thật là quá mức đắc ý, nếu không phải vì tơ lụa cùng tòa nhà nội thành, lão nương còn lâu mới mềm mỏng vậy, sớm đã chửi hắn một trận nên thân. Nói xong, nàng thở dài một tiếng, bất chi bất giác đã thật sự trưởng thành, có tiền đồ rồi. Nhớ ngày đó tiếp nhận từ trong tay trượng phu, thân thể hắn nhỏ như con mèo con.
Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. chuyendocviet.com. Chương 207, Cổ tộc 1. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hứa Thất An, nhị thúc, có chuyện quên nói cho người. Thẩm Thẩm cả kinh, vội vàng buông gối, lui vào trong chăn bông. Hứa Bình Chí đứng dậy, nói, đến thư phòng. Không cần, nhị thúc ngươi đi ra đây, ở cửa nói vài câu rồi ta sẽ đi, Hứa Thất An nói. Thẩm Thẩm ôm chăn, tránh ở giường nghe lén, hai thúc cháu nói chuyện vài câu, trưởng phu liền đóng cửa rồi trở lại. Nói cái gì vậy, có phải hắn vụng trộm cho ngươi tiền riêng không? Thẩm Thẩm bò tới mạn giường, trừng mắt nhìn Hứa Bình Chí. Bỗng nhiên, nàng ngây ngẩn cả người, thấy hốc mắt trưởng phu hơi đỏ lên, đã lộ vẻ ướt át. Lão gia, Thẩm Thẩm chân tay luống cuống, mờ mịt hô một tiếng, ta rốt cuộc thấy được hy vọng. Hứa Bình Chí nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, hy vọng trở thành luyện thần cảnh. Thẩm Thẩm nhếch đôi môi đỏ mọng, là Ninh Yến sao? Hứa Thất An quay về tiểu viện, linh cảm như có xúc động, đứng ở cửa tạm dừng vài giây, nhẹ nhàng đẩy ra. Hắn ra vẻ như thường đến bên cạnh bàn, thắp sáng ngọn nến, ngọn lửa mảnh mảnh nở rộ ra vầng sáng nhàn nhạt, đuổi đi hắc ám, tăng lên chút nhiệt độ cho căn phòng. Trên giường có một lão đạo sĩ tóc hoa râm đang ngồi xếp bằng, tuy có cài tóc, nhưng từng sợi tóc vẫn đang tung ra rối bời hỗn độn. Khuôn mặt hắn sắc nét, mặt mày hiền hòa. Ngươi đã đến rồi. Hứa Thất An mỉm cười chào hỏi. Ta đến rồi. Kim Liên đạo trưởng vuốt cằm, mỉm cười đáp lại. Ngươi không nên tới. Hứa Thất An trầm giọng nói. Kim Liên đạo trưởng kinh ngạc hỏi, sao lại nói vậy? Chúng ta không phải đã ước định hôm nay sẽ bí mật gặp mặt sao? Không, ta chỉ là chơi đùa ám hiệu một chút, nếu đọc truyện cổ long sẽ hiểu. Hứa Thất An nhún vai, ta chỉ đùa đạo trưởng một chút thôi, án tang bạc cha thế nào rồi? Kim Liên đạo trưởng không để ý, dù sao người nào cũng có chút tính tình cổ quái, nhất là thành viên thiên địa hội, cá tính đều rất mãnh liệt. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, nói, án này phi thường phức tạp, liên lụy rất nhiều thế lực, ta tra đến bây giờ, manh mối nhiều nhưng rất hỗn độn. Nói thật bao nhiêu năm ta làm cảnh, bộ khoái như vậy mà chưa từng gặp vấn đề khó giải quyết bậc này. Chúng ta đều là dựa vào camera theo dõi, hắn bổ sung trong lòng. Lập tức, nói ra một lượt những manh mối thu thập được cùng với phỏng đoán của bản thân cho Kim Liên đạo trưởng nghe. Gia nhập thiên địa hội đến nay, hắn cùng Kim Liên đạo trưởng đã đạt thành tín nhiệm bước đầu, thấy đối phương là một người đáng kết giao. Hơn nữa, án tang bạc không có liên quan gì tới lợi ích của Kim Liên đạo trưởng. Nếu hắn trốn vào kinh thành tị nạn chỉ là nguyên nhân mặt ngoài, thực tế là vì xây dựng vỏ bọc cho án tang bạc, diệt khẩu Triệu huyện lệnh cũng là hắn làm, vậy lần này đúng là chơi lớn rồi. Hứa Thất An nghĩ trong lòng, hiện tại nhìn ai cũng thấy giống người xấu, nhìn ai cũng là kẻ liên quan vụ án. Người hoài nghi Trấn Bắc Vương là người thao túng phía sau màn, hắn cùng yêu tộc phương Bắc, Vu Thần giáo Đông Bắc đạt thành hiệp nghị, ý đồ xoán ngôi. Vì thế mới kích nổ hủy đi án tang bạc, thả ra giám chính đời đầu. Kim Liên đạo trưởng nhíu mày, đạo trưởng cảm thấy thế nào? Hứa Thất An hỏi lại. Tổng thể nhìn vào thì hợp tình hợp lý, nhưng mà, mặc kệ là giám chính đời đầu hay Trấn Bắc Vương, ngươi đều không có bằng chứng đủ xác thực để vạch tội. Trấn Bắc Vương hàng năm phòng thủ biên quan, bần đạo không hiểu biết sâu về hắn, ngươi cũng như vậy. Mạo muội phán định hắn mưu đồ gây rối, có chút không ổn. Còn nữa, Trấn Bắc Vương là vũ phu tam phẩm, tương lai chưa chắc không có khả năng đánh sâu vào nhị phẩm, hắn có khi còn chưa chắc nguyện ý làm hoàng đế. Ha ha, đương nhiên, từ xưa quyền lực động lòng người, nếu bần đạo nói hắn sẽ không mưu phản, cũng là không ổn. Kim Liên đạo trưởng phân tích, đánh sâu vào nhị phẩm không có xung đột gì với làm hoàng đế. Hứa Thất An có cái nhìn của mình, đây vốn là giả thiết của ta, còn chưa chứng thực, chờ ta kiếm đủ chứng cớ, Trấn Bắc Vương có phải kẻ phía sau màn không, vừa nhìn liền hiểu ngay. Chỉ là, đạo trưởng à, ta có chút bất lực. Hứa Thất An thở dài, nguyên cảnh đế tuy ra lệnh cho ta phụ trách vụ án này, nhưng Trấn Bắc Vương là thân vương, tay cầm trọng binh, ta không có khả năng công khai tra xét phủ đệ của hắn. Lão giám chính Ti Thiên dám giả bệnh,
ta cũng không có khả năng đi vào tinh lâu chất vấn hắn, thật sự là nửa bước khó đi. Nguyên cảnh đế, Kim Liên đạo trưởng híp mắt, dùng một ý tứ hàm xúc nhìn Hứa Thất An. Rất nhiều năm không nghe thấy tay sai triều đình dám gọi hắn như thế rồi. Trong ánh mắt đạo trưởng lộ ra vẻ ngạc nhiên, tặc lưỡi nói, hình như ta đã xem nhẹ một điểm. Xem nhẹ cái gì? Hứa Thất An theo bản năng hỏi. Thí chủ có tâm tư phản nghịch, lão đạo trưởng đánh giá. Ta không có, ngươi nói bậy, đừng có nghi oan ta. Hứa Thất An lộ sắc mặt nghiêm túc, ta một lòng trung thành với bệ hạ. Kim Liên đạo trưởng cũng không vạch trần. Vụ án này rất phức tạp, đạo trưởng có thể chỉ điểm ta một chút không? Hứa Thất An dốc lòng thỉnh giáo. Lúc ngươi ở Thiên Địa hội giả làm đệ tử Nho gia, có vẻ rất thông minh nha. Kim Liên đạo trưởng trêu ghẹo. Ta đã biết ngươi đứng ở một bên nhìn chúng ta lục đục với nhau, nội tâm khẳng định cười rất sung sướng. Hứa Đại Lang điên cuồng chửi thầm lão đạo mê tiền này. Bần đạo phân tích cho ngươi nghe, theo những miêu tả vừa rồi, có mấy chỗ không thích hợp. Đạo trưởng cứ nói, ánh mắt Hứa Thất An nhất thời sáng ngời. Hắn lựa chọn nói thẳng với lão đạo sĩ là trao đổi, chính là vì nhìn chúng trí tuệ cùng kinh nghiệm phong phú của đối phương. Tật mê tiền của lão già này quả thật làm người ta khinh thường, nhưng nếu là bạn tốt, bọn họ thường sẽ cho người ta một loại cảm giác an toàn. Kim Liên đạo trưởng hơi trầm ngâm, nói, điểm thứ nhất không thích hợp là giám chính khoanh tay đứng nhìn. Nếu người bị trấn áp ở Tăng Bạc là giám chính đời đầu Ti Thiên Giám, người đang lo âu nhất phải là hắn mới đúng, nhưng hắn luôn im lặng. Cũng có khả năng lão già âm hiểm giả dối kia đã sớm không ở Quan Tinh lâu, âm thầm hành động cũng chưa biết chừng. Hứa Thất An gật đầu không tiếng động. Giám chính đời đầu và giám chính đương nhiệm nhất định là như nước với lửa. Lý do rất đơn giản, sư phụ bị trấn áp. Nhi yên tâm thoải mái làm giám chính, đứng đầu Ti Thiên Giám, thực rõ ràng là tình thầy trò vỡ tan. Bằng không, với thực lực nhất phẩm của giám chính, Nhân Tông đạo thủ cũng không ngăn cản được. Điểm thứ hai không thích hợp là nguyên cảnh đế, ngày hôm sau của vụ án Tăng Bạc, hắn hủy bỏ lệnh cấm thành. Ha ha, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao, nào có đạo lý thả hổ về rừng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 208, Cổ tộc 2. Hứa Thất An lúc này nói, hai vấn đề này ta đã từng tự hỏi, ta lúc đó đoán là, có lẽ chỉ là vừa mở cửa thành, dẫn rắn ra khỏi hang. Ta không thể hiểu rõ ràng về trạng thái của giám chính cùng nguyên cảnh đế, chính là đạo lý này. Kim Liên đạo trưởng nói, ngươi tìm ta nói chuyện, không phải chỉ là những cái đó đúng không, số 6 có liên quan với án Tăng Bạc. Chuẩn xác mà nói, sư đệ Hằng Viễn Hòa Thượng có lẽ liên quan tới vụ án này. Hắn vô cớ biến mất, ta liền khẳng định suy đoán. Ngươi quả nhiên đã đi Thanh Long Tự, biết được thân phận Hằng Viễn. Kim Liên đạo trưởng cũng không bất ngờ, sau đó hỏi ngược lại, sư đệ. Thanh Long Tự có một hòa thượng, pháp danh Hằng Tuệ, hơn một năm trước cùng Bình Dương quận chúa là con gái của Dự Thân Vương bỏ trốn. Dự Thân Vương chịu đả kích nặng nề, nằm trên giường không dậy nổi. Sau lưng chuyện này liên quan tới tranh đấu giữa hai thế lực huân quý và quan văn. Hứa Thất An cầm lên ấm trà, đổ xuống một cốc, uống vào rồi nói, Hằng Tuệ hòa thượng vì mang Bình Dương quận chúa tránh né truy tìm mà rời khỏi. Đã đánh cắp một món pháp khí có tác dụng che chắn khí tức của Thanh Long Tự. Ta hoài nghi món pháp khí này sau đó đã rơi vào tay của Kim Ngô vệ Bách Hộ Chu Xích Hùng. Kim Liên đạo trưởng kiên nhẫn nghe, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, chờ Hứa Thất An nói xong, hắn mới mở miệng, cho nên, ngươi muốn thông qua Hằng Viễn, tra xét tin tức Hằng Tuệ, từ đó nghiệm chứng đoán. Đây là cửa duy nhất có thể đột phá của ta. Đạo trưởng ngươi còn nhớ không, Hằng Viễn nói sư đệ bị bắt đi, mà phương trượng Thanh Long Tự lại nói Hằng Tuệ bỏ trốn. Trong thời gian Hằng Viễn rời khỏi Thanh Long Tự tiến hành điều tra, có khả năng đã tìm thấy manh mối nào đó. Ngươi hy vọng ta có thể mang ngươi đi tìm hắn. Kính nhờ đạo trưởng, trăng sao sáng tỏ, phía nam cách đó mấy vạn dặm. So sánh với mùa đông rét lạnh cùng khô giáo của kinh thành, phương nam của cổ tộc lại mang khí hậu ẩm ướt, cho dù ở là vào năm rét lạnh nhất, dân cư cổ tộc nơi này cũng mặc rất ít quần áo.
Lệ Na đeo giày mỏng, làn váy chỉ tới đầu gối, lộ ra cặp chân nhỏ thon dài thẳng tắp. Khuôn mặt nàng tinh xảo, lông mi cong cong, đồng tử là màu lam nhạt, từng đợt gợn nước nhộn nhạo linh động tràn ra. Da thịt hơi sậm màu làm nàng có vẻ rất khỏe mạnh, lại tràn ngập dã tính, giống một con báo hoang mạnh mẽ. Một nhóm hơn trăm người bôn ba giữa nơi hoang dã, giơ cây đuốc, lặng lẽ đi về phía trước. So với Lệ Na bước chân nhẹ nhàng, thái độ sôi nổi có vẻ không được hợp nhau. Nàng lần này theo trưởng bối bộ tộc ra ngoài rèn luyện, mục đích là vực sâu cổ thần ngủ say. Cổ tộc có 7 bộ lạc, cũng là bên được lợi từ cổ thần, đồng thời còn là người bảo vệ. Chờ mình biết rõ nguyên nhân cổ thần sống lại, thì có thể công bố tình báo trong thiên địa hội, làm toàn bộ thành viên đều thiếu nợ ta. Điều kiện tiên quyết là nguyên nhân này phải không mang đến nguy hiểm cho cổ tộc. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Lệ Na rạng rỡ hẳn lên. Lệ Na, nghiêm túc một chút. Phía trước, ca ca Mạc Tang quay đầu, thấp giọng răn dạy muội muội. Hắn mày rậm mắt to, bề ngoài có 3 phần tương tự với Lệ Na, chỉ là phần mặt có vết. Sợ rất sâu phá hủy khuôn mặt anh tuấn của hắn, ánh mắt hung ác cũng làm cho hắn có vẻ kiêu ngạo khó thuần. Lệ Na không sợ ca ca chút nào, yêu kiều hừ một tiếng, ca ca khác đều có chị dâu để mắng, chỉ ngươi không có phụ nữ, cả ngày chỉ biết mắng ta. Mạc Tang có chút bất đắc dĩ, buồn bực bước đi. Lệ Na đuổi kịp ca ca, cười hì hì kề vai sát cánh, nghe nói nữ nhân đại phụng mềm mại ngọt ngào, mặt còn trắng hơn so với bánh bao. Mạc Tang, ta giúp ngươi đưa một người phụ nữ về. Mạc Tang hừ lạnh một tiếng, phụ nữ xinh đẹp có ích lợi gì, ta cần là một nữ nhân hung hãn như báo. Nhưng ta nghe một người bằng hữu nói, vương phi của Trấn Bắc Vương đại phụng rất được, trưởng công chúa cũng rất được, còn có nhân tông đạo thủ, người người đều là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mạc Tang nhất thời nhìn qua, nuốt nước miếng, vậy ngươi giúp ta hỏi bằng hữu một chút, đến cùng là xinh đẹp cỡ nào? Không đúng, bằng hữu của ngươi là loại người gì vậy? Lệ Na không quan tâm hắn, sôi nổi chạy lên phía trước. Thiên cổ bà, ngươi đợi một chút. Lệ Na thoát ly bộ tộc của mình, tiến đến chỗ thủ lĩnh thiên cổ bộ, theo bên cạnh một bà lão thiên cổ bà ngẩng lên khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn. Ánh mắt sáng suốt, nhìn kỹ Lệ Na, tiểu cô nương, tìm bà vì chuyện gì? Bà, ta có một người bằng hữu. Bằng hữu của bằng hữu, gần đây gặp một số chuyện kỳ quái. Trong mắt Lệ Na chuyển động, tìm tòi từ ngữ nói, hắn đặc biệt may mắn, sống rất tốt. Lệ Na sở dĩ hỏi vấn thiên cổ tộc vấn đề này là vì nguyên nhân riêng. Tương truyền sau khi cổ thần ngủ say, tinh thần hắn hóa thành tâm cổ, máu huyết hóa thành lực cổ, nọc độc hóa thành độc cổ, gan hóa thành dược cổ, ngọc vọng hóa thành dục cổ, mắt hóa thành thiên cổ, chất dịch hóa thành thi cổ. Đây là 7 bộ lạc, trong cổ tộc còn có một truyền thuyết, chính là ngày cổ. Thần sống lại, sẽ thu hồi lực lượng của hắn. Cổ tộc không có người nào hy vọng thượng cổ dị thú được đặt song song cùng thần Phật này sống lại. Trong đó, thiên cổ đại biểu cho ánh mắt cổ thần, có thể quan sát vạn vật thiên địa và quy luật tự nhiên. Bởi vậy thiên cổ bộ phụ trách tạo ra lịch, cổ tộc căn cứ theo chỉ thị thiên cổ bộ, tiến hành trồng trọt. Ngoài ra, thiên cổ bộ còn tinh thông các bí thuật bói toán, xem tướng. Thiên cổ bà nói, đó là người được phúc tinh chiếu chúng, là một người tốt làm việc thiện tích đức. Số 3 là người tốt sao? Hẳn là như vậy. Lệ Na nói, nhưng mà may mắn của hắn là nhặt bạc, mỗi ngày nhặt bạc. Nhưng mà Kim Liên đạo trưởng nói tình huống của hắn không phải công đức, nhặt bạc. Cái này thì sao có thể tính là may mắn, cô gái nhỏ đừng nói bừa. Thiên cổ bộ dặm, một người đàn ông trung niên cười to nói. Bốn phía truyền đến âm thanh cười vang, phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng cùng im lặng của đội ngũ. Tiểu nha đầu lực cổ bộ này thật thú vị, cầm miệng. Thiên cổ bà bỗng nhiên quát lớn một tiếng, chỉ thấy mặt nàng ra vẻ nghiêm túc, một tay cầm tay Lệ Na, mạnh đến mức làm cho Lệ Na khẽ nhíu mày. Tiểu nha đầu, người bằng hữu kia của ngươi ở đâu? Nói mau, ngươi nói mau lên. Thiên cổ bà vội vàng truy hỏi. Cái này. Thiên cổ bộ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu được vì sao rõ ràng tiểu nha đầu này nói đùa, nhưng lại làm cho thiên cổ bà kích động như thế.
Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 209: Kết nối tình cha con một. A cha, hình như xảy ra chuyện gì đó. Mạc Tang Điếm Cước nhìn ra xa, thấy phía trước có chút dị thường, Thiên Cổ bà bắt lấy cổ tay muội muội, lớn tiếng quát hỏi. Thủ lĩnh Lực Cổ Bộ bình tĩnh gật gật đầu, từ thanh âm có thể nhìn ra thể chất hắn rất khỏe mạnh, ta đi xem. Thiên Cổ bà, làm sao vậy? Lệ Na nghe thấy thanh âm của cha, quay đầu, thấy được một người đàn ông trung niên thân thể cao lớn, cơ bắp cứng rắn như nham thạch, khuôn mặt tràn ngập vẻ kiên cường đi tới. Hắn thân cao chừng 9 thước, như hạc trong bầy gà, so với những người cổ tộc xung quanh phải cao hơn 2 cái đầu, cánh tay lớn hơn cả vòng eo Lệ Na. Tác giả chú thích, ở phương Bắc thời cổ, một thước chừng 29,6 đến 31,1 cm, 9 thước chừng 2,7 m. Hết chú thích. Trong lúc bước đi cũng mang tới cảm giác cực kỳ áp lực. Thiên Cổ bà dáng người hơi còng, so sánh với vị này thì chẳng khác gì một đứa nhỏ. Thiên Cổ bà ngẩng đầu, hơi vuốt cằm, rất nhanh tầm mắt trở lại trên người Lệ Na, run giọng nói, nha đầu, ngươi nói đi, bà còn đang chờ đây. Bà có chút gấp gáp, nàng làm sao vậy, cũng muốn giống như số 3 mỗi ngày nhặt bạc sao? Phản ứng kịch liệt của Thiên Cổ bà làm cho có chút không thích ứng được. Thiên Cổ bà không chịu đi nữa, đội ngũ to lớn cũng dừng lại. Đám người tinh anh Thiên Cổ bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lệ Na. Những người bộ lạc khác thì ghé đầu nghiêng tai hỏi thăm, còn chưa biết bên này đã xảy ra chuyện gì. Thiên Cổ bà quay đầu, nói với một người phía sau, đi thông báo thủ lĩnh các bộ, chuẩn bị nghỉ ngơi hồi phục. Nha đầu, đến đây, chúng ta sang một bên nói chuyện. Long Đồ, không cho ngươi đi theo. Thủ lĩnh được gọi là Long Đồ của Lực Cổ bộ dừng bước chân, im lặng nhìn con gái được Thiên Cổ bà đưa tới nơi xa. Thủ lĩnh ngũ bộ khác hội tụ lại, đi đến bên cạnh Long Đồ, đứng cạnh hắn cùng nhìn ra một già một trẻ đang dần rời xa. Long Đồ, làm sao vậy? Thủ lĩnh Lực Cổ bộ lắc đầu, các ngươi nên hỏi người Thiên Cổ bộ. Đám thủ lĩnh đều nhìn về phía sau. Lệ Na chỉ là nói đùa, cùng bà một câu, ai ngờ bà kích động như vậy. Nói gì? Lệ Na có một người bằng hữu, mỗi ngày nhặt bạc. Thiên Cổ bà giơ cây đuốc, đi vào dưới tàng cây, nơi này đã cách nhóm người kia rất xa, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa nhỏ bé. Trên bầu trời, mặt trăng trắng nõn có hình bán nguyệt, ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt già nua mọc đầy nếp nhăn của Thiên Cổ bà. Nàng lúc này đã không còn nôn nóng cùng kích động giống lúc nãy, hết thảy đều bình tĩnh lại. Nha đầu, nói cụ thể với bà, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Lệ Na hé miệng, nói, ta gần đây mới kết bạn với một vị bằng hữu, hắn nói hắn có một người bằng hữu, luôn mỗi ngày nhặt bạc, vì thế cảm thấy buồn rầu, không rõ ràng lý do vì sao. Thiên Cổ bà híp mắt, hỏi thêm, nhặt bạc như thế nào, có tổng cộng bao nhiêu? Trừ nhặt bạc còn có đặc thù gì khác? Không chuyện gì là toàn vẹn, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe. Lệ Na có chút ngây thơ gãi gãi đầu, ra vẻ xin lỗi, cái này thì ta không biết, dù sao chỉ là bằng hữu của bằng hữu, nhưng nghe số 3. Nghe bằng hữu ta nói thì, hình như chỉ cần nhặt bạc là có thể sống cuộc đời ấm no giàu có. Lệ Na hỏi thăm bà là vì lòng hiếu kỳ, nghĩ rằng Thiên Cổ bộ có thể quan sát vạn vật, biết rất nhiều chuyện, liền thuận miệng hỏi xem. Loại chuyện mỗi ngày nhặt bạc này, ai mà không hiếu kỳ? Người kia ở nơi nào? Số 3 ở kinh thành Đại Phụng, bằng hữu của hắn hẳn là cũng ở nơi đó. Lệ Na không quá xác định, hình như ở kinh thành Đại Phụng. Kinh thành Đại Phụng. Thiên Cổ bà lắp bắp kinh hãi, liên tục lắc đầu, không có khả năng, ở nơi nào chứ không thể ở kinh thành Đại Phụng. Quá mức vô lý. Thiên Cổ bà nhíu chặt lông mày trắng, khi thì giật mình, khi thì kinh nghi, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Bà, rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Lệ Na cảm thấy mình là một người phụ nữ thông minh, đã phát giác tình huống khác thường. Nếu chỉ là loại việc nhỏ kiểm tiền này, Thiên Cổ bà sẽ không kéo tay mình ra nói chuyện riêng. Lại càng không thể biểu hiện kích động như thế. Nhưng cái này thật sự làm nàng cảm thấy hoang đường. Kinh thành Đại Phụng phát sinh chuyện lớn thì có ảnh hưởng gì tới Thiên Cổ bà? Tại sao phải để ý như thế?
cứ như nàng chỉ là trong lúc vô ý làm quen một người bằng hữu không tệ, kết quả phát hiện đó là đứa nhỏ thất lạc nhiều năm của thiên cổ bà. Bằng hữu kia của ngươi hẳn chính là người mỗi ngày nhặt bạc, mà không phải là bằng hữu của bằng hữu. Thiên cổ bà nhìn cô nương đơn thuần có chút ngốc này. Lệ Na hơi mở ra cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, con ngươi màu lam ngưng đọng lại. Số ba thế mà lừa nàng, không nghĩ tới hắn là loại bại hoại thích gạt người, uổng công nàng còn cảm thấy số ba là một người đọc sách hiệp can nghĩa can đảm. Người già trong bộ tộc không phải nói người đọc sách đều là kẻ xương cứng như thép, cương trực thẳng thắn sao? Thiên cổ bà than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trăng tròn, trầm giọng nói, nhiều năm trước, hai tên trộm vật vì một mục đích nào đó, lẻn vào một nhà giàu, trộm đi một món đồ vật rất rất quan trọng. Nó đến nay còn chưa rõ tung tích, đám trộm cũng không xuất hiện nữa. Trong nhà giàu đó, có người biết nó bị trộm, có người đến nay còn không biết việc này. Lệ Na trợn lớn mắt, trộm mất cái gì? Thiên cổ bà không giải thích, lặp lại câu rất rất quan trọng. Rất nhanh, tổ đội trăm người tinh anh cổ tộc đi tới vực sâu, sâu tới nỗi không thấy được đáy. Bên trong cốc tràn ra sương mù có độc, đề cao độc tính của những loại thực vật, cùng với các loại độc trùng mãnh thú. Đây là một nơi rất phù hợp nuôi dưỡng cổ trùng, cung cấp nguyên vật liệu cho cổ tộc cuồn cuộn không dứt. Lệ Na không chỉ một lần tới nơi này, nhưng đều ở ngoài rìa bắt giữ cổ trùng, chưa bao giờ xâm nhập. Đội ngũ lặng lẽ tiến lên, bột phấn đuổi cổ trùng bôi trên người cùng với ích độc đan làm bọn họ miễn dịch sương mù độc cùng độc trùng quấy rầy. Người bộ tộc độc cổ ở chỗ này như cá gặp nước, nét mặt tỏa sáng. Theo đường nhỏ được tổ tiên đi nhiều mà thành, xâm nhập vào bên trong, dần dần, cảnh vật bắt đầu xuất hiện biến hóa, dưới đất đai màu nâu đen xuất hiện đủ loại thực vật hình dáng kỳ quái. Giữa bụi cỏ rậm rạp cành lá truyền đến từng thanh âm rôm rốp, đám độc trùng sinh hoạt tại nơi này bị đoàn khách không mời làm cho kinh động. À, đột nhiên, có người kêu lên một tiếng, đó là một người đàn ông mặc bố y, làn da toàn thân hắn đỏ lên, đũng quần nâng cao, cũng ngày càng bành trướng, ngày càng to lớn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 210, kết nối tình cha con 2. Nữ nhân, ta muốn nữ nhân. Hắn kêu to rồi ôm lấy đồng bạn cũng là đàn ông bên cạnh, điên cuồng làm ra hành động thiếu tao nhã nào đó. Nhưng bởi vì cách lớp quần áo, tư thế không đúng, lại không tìm ra cửa chính xác, làm cho hắn gần như mất đi lý trí. Xung quanh vang lên những tiếng kêu quái dị, không ngừng có người mới gặp tình trạng tương tự, có đàn ông, cũng có phụ nữ, điên cuồng ôm lấy nhau. Lệ Na biết, những người này đã bị trúng độc của dục cổ. Người cổ tộc không hoảng không loạn, tự giác tách ra, thậm chí cười chỉ trỏ. Người bộ tộc dục cổ phân tán ra, cứu chữa người các bộ tộc trúng độc. Bọn họ lấy ra từ túi một cái gì đó tựa như con đỉa màu đen, đặt vào ngực, cổ cùng đũng quần của người trúng độc. Con đỉa chạm vào làn da, miệng đâm vào mạch máu, điên cuồng cắn nuốt máu tươi. Không bao lâu, đám đỉa bành trướng thân thể, hài lòng nhả miệng ra. Người trúng độc liền bình thường trở lại. Trừ một số người thân thể vốn yếu ớt nên lộ vẻ uể oải, đa số còn lại hầu như không chịu ảnh hưởng gì. Càng đi vào chỗ sâu, gặp được càng nhiều cổ trùng, chủng loại phong phú. Ví dụ như con bươm bướm to như trâu như hổ, cả người diễm lệ rực rỡ, con rắn mọc 12 con mắt, đám động vật có xác không hồn, loài động vật nào đó rất giống chó hoang có tới 3 cái đầu. Cuối cùng đội ngũ ngừng lại, nơi này không có thực vật, chỉ có đống đá lởm chởm. Lệ Na thấy được một tòa tượng đá cao lớn, mơ hồ nhìn ra được là một nam tử, mặc áo bào rộng thùng thình. Đeo mũ cao, một tay đặt ở sau lưng, một tay đặt ở bụng, hơi cúi đầu, nhìn vực sâu nứt ra. Thủ lĩnh 7 bộ tộc ăn ý tiến lên, đi tới chỗ tượng đá. Mạc Tang, người đó là ai? Lệ Na kéo tay áo của ca ca mấy cái. Mạc Tang có 3 vết đao nơi má trái, khí chất kiêu ngạo khó thuần trầm giọng nói, ta không biết tên của hắn, nhưng ngươi hẳn là đã nghe được danh hiệu. Hắn dừng một chút, giọng điệu lộ vẻ kính trọng, thánh nhân nho ra. Sân nhỏ, ánh sáng yếu ớt. Ta luôn tìm Hằng Viễn ở đâu, nhưng tới bây giờ, ta chỉ biết là hắn còn ở trong thành, chứ không biết hắn ở nơi nào.
Kim Liên đạo trưởng ngồi xếp bằng trên giường, quay đầu nói, ngài không thể định vị qua địa thư sao? Hứa Thất An nhớ rõ, lúc trước số 9 có thể thông qua địa thư tìm thấy vị trí của mình, hơn nữa không cần thời gian quá lâu. Theo lý thuyết, số 6 mất tích đến nay đã gần một tuần, Kim Liên đạo trưởng vốn phải tìm được hắn rồi mới phải. Ta đoán số 6, hoặc là nói địa thư đã bị phong ấn. À, bị phong ấn thì phải làm sao bây giờ, thật là làm khó ta. Hứa Thất An có chút sững sờ. Trừ khi ta có thể tới đủ gần, trong một tuần qua, ta đi bộ hơn phân nửa ngoại thành, chọn dùng phương thức tìm kiếm ngu xuẩn nhất cũng ổn thỏa nhất. Nếu mảnh vỡ địa thư của Hằng Viễn còn cách ta dưới 30 trượng, ta có thể lập tức cảm ứng được nó, cho dù bị phong ấn. Kim Liên đạo trưởng tự tin cười nói, không cần hoài nghi, đây là cấp bậc nên có của thiên địa chí bảo. Nên cái rắm, Hứa Thất An nói trong lòng, đồng thời thở phào một hơi. Biện pháp tuy ngu xuẩn, nhưng hữu hiệu là tốt rồi. Sợ nhất là không có một biện pháp nào. Nếu có tin tức số 6, ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Ha ha, ngươi ra mặt tốt hơn ta ra mặt nhiều, ta cũng cần lực lượng của Đả Canh Nhân. Nơi này dù sao cũng là kinh thành, là địa bàn của Đả Canh Nhân. Nói tới đây, Kim Liên đạo trưởng tựa như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Ngụy Uyên có cái nhìn thế nào với vụ án này? Không có gì đặc biệt, chỉ là để bảo ta làm việc cho tốt. Hứa Thất An lắc đầu thở dài. Lúc này, hắn phát hiện vẻ mặt Kim Liên rất cổ quái. Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên, buồn bực hỏi, đạo trưởng làm sao vậy? Tại sao nhìn ta như thế? Kim Liên đạo trưởng nói, chỉ sợ Ngụy Uyên đang muốn đuổi ngươi ra khỏi kinh thành càng sớm càng tốt. Hứa Thất An giật mình trợn mắt to. Kim Liên đạo trưởng có vẻ phi thường hài lòng với phản ứng của Hứa Thất An, mỉm cười giải thích, có thể giao mảnh vỡ địa thư cho ngươi, chứng tỏ hắn coi trọng ngươi. Nhưng mà lại không chỉ điểm gì ở vụ án. Cái này chứng tỏ hắn ước gì ngươi làm Nguyên Cảnh Đế tức giận, khiến ngươi không thể ở lại kinh thành. Hứa Thất An không phục, muốn biện hộ thay Ngụy Uyên, lời nói đến bên miệng lại thành im lặng, bởi vì Ngụy Uyên quá thản nhiên, quả thật làm hắn phải hoài nghi. Không đúng, Ngụy Uyên có chút ý tứ khoanh tay đứng nhìn, nhưng nhiều lắm là mặc kệ, không quan tâm cũng không nhúng tay, để ta tự mình làm việc. Ngươi quá coi thường Ngụy Uyên, người này dùng thân phận hoạn quan nắm giữ quyền to, thống lĩnh đại quân mấy chục vạn người đánh thắng chiến Dịch Sơn hải quan, ngay cả Trấn Bắc Vương cũng bị hắn vững vàng đè xuống. Năng lực, đầu óc, thủ đoạn đều là bậc nhất đương thời. Ta dám khẳng định, với vụ án Tăng Bạc này, những gì hắn biết khẳng định nhiều hơn ngươi. Hứa Thất An ngồi yên nửa ngày không nói chuyện. Quả nhiên là kết nối tình cha con sao. Kim Liên đạo trưởng nhìn kỹ hắn, nhưng ta không nghĩ ra được vì sao Ngụy Uyên lại muốn ngươi rời khỏi kinh thành. Hắn cũng đâu thiếu ưng chảo. Trong phòng im lặng một lúc lâu, Kim Liên đạo trưởng thấy đã đến lúc rời đi, bèn ngáp một cái rồi hỏi, còn có chuyện gì không? Còn. Hứa Thất An không buông tha cơ hội nhổ thêm chút lông dê, ta muốn tới phủ của Bình Viễn Bá một chuyến, nhưng nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt. Ta có thủ đoạn đi vào, nhưng không cách nào im hơi lặng tiếng hạ gục một người, muốn xin đạo trưởng hỗ trợ. Ngươi muốn đi tìm con trai trưởng của Bình Viễn Bá? Kim Liên đạo trưởng đã hiểu được. Hằng Viễn đã nói, sư đệ Hằng Tuệ là bị nha tử bắt cóc, hắn sẽ không bắn tên không đích. Nếu hiện tại tìm không ra Hằng Viễn, vậy trước tiên thử xuống tay với Bình Viễn Bá, biết đâu mò được cửa đột phá. Hứa Thất An nói, nhưng hắn đã chết. Hắn còn có con trai trưởng. Với thân phận hiện tại của ngươi, vì sao không chủ động tới cửa hỏi? Kim Liên đạo trưởng ra vẻ khó hiểu. Bình Viễn Bá dù sao cũng thừa kế huân quý, không có chứng cứ thì ta không thể áp dụng bạo lực. Hơn nữa điều tra sẽ dễ bó tay bó chân, muốn nhanh chóng có được đáp án, cần kết hợp sử dụng thủ đoạn ngoài sáng lẫn trong tối. Hứa Thất An thuận miệng giải thích, đạo môn hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu ở lĩnh vực nguyên thần, làm cho hắn ngoan ngoãn phối hợp, nói ra tất cả tin tức, hẳn là không thành vấn đề nhỉ. Ngươi rất có kinh nghiệm, thậm chí còn lộ vẻ không phù hợp với cuộc sống trước kia của ngươi. Kim Liên đạo trưởng nói, nhẹ nhàng vuốt cằm, đáp lại một câu trả lời. Thuyết phục. Các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.